Zenan.com gửi lời chào đến tất cả anh em. Hôm nay Zenan.com về ba cái mẫu xăng đan mới, và tôi tiện làm luôn cái video để giới thiệu cho tất cả anh em ở đây. Ba cái mẫu xăng đan này có cái gì đặc biệt, và tôi bắt đầu đi vào chi tiết từng mẫu một thì hơi khó để một chút thôi, thì tôi để đây. Mẫu xăng đan thứ nhất thì anh em nhìn trên cái video thì anh em để ý đấy, thì đây là một trong những cái mẫu thiết kế cũng mới, khá là mới của năm 2019. Nó là dạng hai quai, trên mỗi quai thì nó có đính những cái viên đá dạng như kiểu giả đá thôi, giả đá thôi nha anh em nhé, không phải đá thật đâu. Đó. Bên trong này thì nó đây, bên trong này thì nó lại có cái khuy đính vào đây, anh em để ý đây, nó hằn sâu vào trong, đi vào chân thì cũng không có bị đau cái chỗ này đâu. Tôi đi thử rồi không bị đau. Đấy, thì đây là một trong những cái đôi dép xăng đan mới. Đôi này có cái gì đặc biệt thì như phần thiết kế thì tôi giới thiệu anh em, thì đây là một cái mẫu khá là trẻ, mang cái mã số là 1801. Bên trên thì có đính một số viên đá, đằng sau dạng quai, dạng quai hậu đằng sau. Đôi này thì đây, đôi này có hai chức năng, tức là cái quai này nó cũng rất là tiện này anh em này, cái quai này có thể mình lật ra như này luôn cũng được này. Đó, tức là nó là dạng quai nó chỉ gá vào đây thôi, còn cái mục đích chính là nó là từ cái hai cái dây này để giữ chân, quai gá vào đây thôi. Thì đôi dép này thì anh em thấy đây là nó, đôi dép này có cái đế rất đẹp nhé, cái đế này rất đẹp này, mình thấy cái đế này rất hay luôn đó, đế rất hay và rất là mềm, đôi đế này đi rất là ôm chân luôn. Tại sao mình nói là ôm chân, bởi vì đây anh em để ý nhá, đây tôi bóp vào như này đó, anh em thấy chưa, tức là nó có một cái độ mềm nhất định, nói chung đi thích lắm anh em ạ. Đôi này đi vào chân thì mê luôn, đi đôi dép vào chân như kiểu là đi massage chân luôn. Nó có cái phần đỡ và phần gót này, phần đỡ và phần ức bàn chân này đây. Đấy, nói chung đôi này thì đi thì rất thích. Còn về chất liệu của đôi này ấy, thì bây giờ mình mới đi sâu về cái phong cách rồi là các thứ. Đây, bên trong này thì làm bằng cái gì đây, cũng là một cái dạng da mềm thôi, da mềm thôi anh em nhé. Bên trong cái đôi nam đôi dép này bên trong làm da mềm, còn bên ngoài thì được khâu nha anh em nhé. Đây này, được khâu rất là cẩn thận vào cái thành này luôn, cho nên cái đôi này đi mà nói chung là độ bền thì chắc là cũng khá ổn, vì là nó cũng không dễ dàng để đứt đâu. Còn các cái quai này thì người ta đã dùng cái keo dạng như kiểu dạng ấy, người ta đã bịt hết các cái quai này vào rồi, bịt hết các cái quai này rồi. Còn cái đôi này thì để mình xem chất lượng cái da này là cái gì đây, nó là da thật hay là dạng simply à. Chúng là nó là một cái loại theo mình cảm quan của mình ấy, thì đây là một cái loại da tổng hợp, không phải là da thật, nhưng mà da tổng hợp khá là cao cấp. Nó giống như là, nói chung là cái này muốn kiểm tra kỹ được ấy thì phải, nói chung đây là một loại da tổng hợp khá là cao cấp. Phần đế thì nói chung là đế thì đế bằng thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Đó, thì đây là tổng quan về cái mẫu thứ nhất. Mình tiếp tục giới thiệu sang cái mẫu thứ hai. Hai mẫu này thì đều có cái mức giá hiện tại đang bán trên Zenan.com là 550.000. Giá này mình cũng không biết là đắt hay là rẻ nữa, anh em có thể cứ chém ở dưới video giúp mình nhé. Về phần đế, đôi giày này cũng khá là mềm, mềm cả bên dưới cả bên trên, nó không phân chia làm ba lớp. Đôi này nhìn có vẻ trẻ hơn này, như cái đôi mà mình thấy, cái đôi này mình có cảm nhận cái đôi này nó trẻ hơn này, nhìn rất là đẹp, điệu lắm, nhìn điệu lắm. Còn cái đôi này thì nó lại thiên về cái độ mềm mại bên trên này rất là thích, nó có độ co giãn rất là mạnh, anh em để ý chưa. Thì đây nó là dạng, nó gần như kiểu dạng chun ấy, nhưng mà cái hai cái ngoài này thì co giãn ít này, có cái giữa này thì co giãn nhiều hơn này. Thì trên cái bề mặt nó có cái chữ là gì đây, chen đó. Đằng sau thì có một cái miếng cao su được khâu cẩn thận vào cái, gọi là cái này là cái mút,
cảm nhận được cái mút. Đôi này thì có vẻ cảm giác nó, đôi này cảm giác đi vào chân thì nó sẽ ôm chân hơn, bởi vì nó có những cái mút, những cái mút như này thì chắc chắn là đi vào chân sẽ ôm vào chân hơn. Còn ta đi qua phần đế một chút, đế cũng rất là mềm, đế mềm không kém đôi kia. Và đôi này thì nó lại thiên về cái độ trũng, tức là giúp cho chân ta đi vào đây nó sẽ gần như là ôm trọn cái lòng bàn chân của chúng ta vào đây. Cho nên đôi này đi thì ôm chân hơn. Đó, cũng ôm chân, cũng rất là ôm chân. Cái mẫu dép này thì mình chỉ nhìn nhận thấy là cái đế của nó đẹp và đế của nó êm thôi. Chứ còn về phần quai thì mình thấy nó cũng thực sự mà nói là bình thường. Quai này cũng không có cái gì là xịn lắm, nói chung bình thường. Anh em nhé. Thì đây là mẫu thứ hai mình giới thiệu đến anh em. Và sang mẫu thứ ba. Đó, mẫu thứ ba thì gần như tương tự mẫu thứ nhất, nhưng mà mẫu thứ ba thì cái quai của nó lại không có đính đá. Đó, và cái đây nó còn có thêm một cái đính kim loại vào đây, dạng như kiểu dạng khuy ở đây. Đó, khuy này khuy thật hay khuy giả đây? Tôi nghĩ là cái khuy này khả năng là làm cho vui thôi, chứ còn thực ra khuy này mình nghĩ không phải khuy thật đâu. Cũng thiết kế là kiểu bóc ra như này, rất dễ sử dụng. Đường dây người ta cũng bo hết vào rồi, người ta dùng gọi là cao su non, người ta sẽ phủ hết vào cái đường dây để cho tránh nước ngập vào cái này, để cho nó tăng cái tính thẩm mỹ lên. Đó, đây đường cao su non nó bo hết vào đây rồi nhé. Thì những cái đôi dép như này người ta làm kỹ rồi, rất là kỹ, cũng được khâu rất là cẩn thận. Và đôi dép này có 3 lớp, lớp dưới cùng màu đen, lớp 2 màu trắng, lớp 3 màu đen. Đấy, lớp bên trên này nó thiên về cái độ mềm, cái chức năng của đôi dép, giúp cho chân chúng ta đi vào đây nó sẽ thoải mái hơn. Đấy, còn lớp dưới này thì cũng tương tự như đôi trước thôi. Đấy, thì về tổng quan thì mình cũng nói chung là sờ mó, gọi là sờ mó, thay anh em coi như là sờ mó xong coi như là 3 cái đôi dép vừa về cửa hàng. Đấy, thì anh em cho mình cái nhận xét về cái sản phẩm này. Vì cũng mới về cửa hàng nên là chưa biết là có được lòng anh em hay không. Và anh em cũng chú ý là bên giaynam.com cũng chuyển hàng cho khách và cho khách được mở hàng xem hàng đi thử nhé. Anh em mình nói mồm vậy thôi, anh em cứ phải mang về đi thử xem nó có thực sự như là cái lời của mình nói hay không. Anh em cảm thấy ok, cảm thấy nó đẹp với mình thì anh em mình lấy. Còn anh em cảm thấy không ok thì anh em trả lại cho bưu tá nhé. Không phải mất bất kể một khoản chi phí gì. Đấy, vì cái chi phí này nó đã trong cái chi phí của giaynam.com rồi. Đấy. Cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em có sự lựa chọn thật sự là thông minh. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em nha.